Rồi, chào tất cả anh em. Mời anh em ngắm thêm một tác phẩm mà si búp hồng nữa ha. Đây, búp của em nó đây. Cái si búp hồng xình mới có được cái cốt như này thôi. Còn là si đá với si đỏ thì thực ra kiếm những cái cốt như này thì không có đâu. Đây, cái mini thôi anh em ha, một người bê nhẹ. Cây này thì hiện tại đang nằm ở vườn Bắc Giang, nhưng mà có thể xíu nữa sẽ về nhà mình ha. Nên quay review cho anh em xem trước cái đã. Rồi nếu như mà về nhà mình thì mình sẽ đăng cây giao lưu với anh em. Đấy, chất như thế này thì rất là dễ nuôi. Mà nhìn thôi là muốn rước em ấy về nhà rồi. Đấy, quay một vòng cho anh em xem. Thảo cuốn hết rồi. Cây nhỏ mini, dùng đồ tuổi thì cũng chưa nhiều đâu, nhưng mà bắt đầu hóa rồi anh em ha. Chất như này thì về nuôi cực kỳ tương lai. Đây, tai hiu nục này. Thảo thì cuốn rất là đẹp rồi, nhưng một cây không thể chê vào đâu được. Đấy, búp hồng xình này mới cắt, mới xuống lá này. Khu vườn đếm thì số lượng cây thì cũng vài chục cây, nhưng toàn cây này toàn là cây giá trị anh em ha. Đấy, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đúng, ra Bắc thì thấy chất chơi của anh em ở Bắc thì khác hẳn ở trong miền Nam liền, cực kỳ đẳng cấp. Đấy, mỗi video thì cứ review cho anh em xem một vài cây nào mà khi nằm về tới vườn nhà mình thì mình mới giao lưu ha. Rồi, chào tất cả anh em.